nhằm mở rộng, phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch trên sông Hương và vùng đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế, đang triển khai dự án đầu tư xây mới, nâng cấp 7 bến thuyền kết nối với các điểm du lịch cộng đồng. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 53 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8 năm 2023, góp phần hoàn chỉnh hạ tầng để thu hút các doanh nghiệp lữ hành, mở các tour tham quan mới, phục vụ du khách trong nước và quốc tế. Dòng sông Hương chảy qua thành phố Huế đang được xây dựng, nâng cấp thêm 5 bến thuyền du lịch mới. Bến thuyền Voi Ré, Hổ Quyền đang được xây dựng mới, nằm ở phường Thủy Biểu, vùng miệt vườn ăn quả nổi tiếng của xứ Huế, với đặc trưng là quả thanh trà tiếng vua. Việc đầu tư bến thuyền du lịch tại đây sẽ giúp cho du khách khám phá những vườn cây ăn trái trĩu quả cùng khung cảnh yên bình của vùng ngoại thành, ngắm nhìn chùa Thiên Mụ phía đối diện bên kia bờ sông để cảm nhận được vẻ đẹp hữu tình của xứ thần kinh. Song song đó thì nhà thầu sẽ triển khai thi công các cái phần nhà dịch vụ, sân bãi của khu vực bến thuyền. Thì theo cái tiến độ của chủ đầu tư là đến 25 tháng 8 là phải hoàn thành, thì hiện nay là nhà thầu cũng cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Thừa Thiên Huế có nhiều tiềm năng dư địa để phát triển các sản phẩm du lịch sông nước khi sở hữu dòng Hương Giang thơ mộng và vùng đầm phá Tam Giang, cầu 2 có diện tích lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Riêng trên dòng sông Hương hiện có khoảng 130 phương tiện thuyền rồng du lịch phục vụ chở du khách đi ngắm cảnh và nghe ca Huế. Tuy nhiên hiện chỉ có bến thuyền Tòa Khâm có hạ tầng tương đối hoàn chỉnh. Thông qua cái hệ thống bến thuyền này thì ngành du lịch, ngành giao thông vận tải sẽ mở thêm một số cái luồng vận chuyển du khách để các thuyền du lịch có điều kiện và các đơn vị lữ hành cũng có điều kiện mở thêm các tour tuyến trải nghiệm và khám phá dòng sông Hương cũng như phá Tam Giang. Với hệ thống bến thuyền mới được thiết kế đồng bộ, các hạng mục cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư mới phương tiện, thay thế các thuyền rồng du lịch, sẽ hết niên hạn được phép hoạt động trong 1 đến 2 năm tới. Qua đó đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn ngày càng cao của du khách, nhất là đối tượng khách quốc tế.